Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc về nước tham gia vở Đêm Live Show cải lương mang tên Đêm Huyền Thoại cùng 40 ngôi sao tên tuổi tại Việt Nam vào 30 tháng 8 tới. Dịp này, ông cũng chia sẻ về những nỗi lo, áp lực của mình ở tuổi U80. Tới bây giờ, vẫn còn lo, vẫn còn sợ, không biết diễn được hay không, không biết có đáp ứng được hay không. Nếu mình không đáp ứng được khán giả, thì đó là một cái lỗi rất là lớn. Và cái lỗi thứ hai là không đáp ứng lại được với những bạn đồng nghiệp của mình khi trình diễn chung, thì bớt lo lắm. Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cho biết, ông luôn đau đáu gặp gỡ khán giả của mình. Nam nghệ sĩ kỳ vọng các thế hệ cải lương U80-90 sẽ tiếp tục được khán giả yêu thương nhớ đến.